Ngày 1 tháng 12, Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1984, ngụ huyện Củ Chi, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, trưa ngày 29 tháng 11, một nam shipper giao hàng, sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi, lái xe máy chở nhiều thùng hàng đến giao tại căn nhà trên đường Phạm Văn Chèo, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Khi tới nơi, anh dựng xe máy trước cổng nhưng không rút chìa khóa và lấy một gói hàng đi bộ vào trong để giao hàng cho khách. Bất ngờ, một người đàn ông xuất hiện nổ máy xe của nam shipper rồi tăng ga bỏ chạy cùng hàng hóa trên xe. Người dân nghe tiếng hô hoán dùng xe máy đuổi theo kẻ trộm nhưng không kịp. Theo nam shipper, xe máy có giá khi mua là 24 triệu đồng. Ngoài ra có 34 gói hàng bị lấy đi, giá trị ước tính gần 10 triệu đồng. Bằng nghiệp vụ và nguồn tin của quần chúng nhân dân, công an đã phát hiện Tuấn là nghi can nên bắt giữ. Tuấn khai sống lang thang, nghiện ma túy. Sau khi lấy trộm xe máy cùng hàng hóa, Tuấn bán cho một người với số tiền 1,5 triệu đồng để mua ma túy sử dụng.